Xin chào cả nhà. Chúc cả nhà một buổi sáng vui vẻ tại Việt Nam cũng như trên đất Mỹ và toàn thể khắp nơi trên thế giới nha. Hôm nay thứ ba tại Mỹ, trời rất là đẹp, thì Leon đi quay cũng như lợi dụng thời tiết đang đẹp chạy xe đạp và thấy một cái kênh hả? Hay là cái cặp gì đó đẹp và hay quá, do đó cho quay một chút xíu để gửi cho mọi người, cũng cho mọi người biết rằng thật ra thì đây đường phố của tụi này tại Cali, cũng như theo Leon được biết thì nước Mỹ cũng không có phải mà ghê gớm tràn lan giống như mọi người đang nghĩ, vẫn sống và bầu trời vẫn đẹp sao. Thật ra thì cách ly, nhưng mà về việc làm ăn buôn bán thì mọi người cũng tấp nập. Chỉ có cái là mình hơi lo, cũng như mọi người phải cẩn thận một chút thôi, chứ không có vấn đề gì nha. Một chút xíu nữa Leon sẽ quay thêm vài cảnh cho mọi người xem. Cái đập, Leon nhớ rồi, cái này kêu là cái đập hả ta? Cái kênh hay là cái đập để thoát nước á. Chạy xe đạp mà không biết cán của chúng cái gì nó bị sẹp bánh. Bây giờ Leon vô trong cái Family Bike Shop để nhờ họ kiểm giùm nha mọi người nha. Đây, Family Bike Shop. I think the front tire might have a hole because okay. It was okay yesterday, but this morning it's totally flat out. Oh, yeah, we can change the tube out. Check for me. Yeah. Yeah, no, we can change it out. I mean, if we don't check it, if it gets flat, that means it has a slow leak. Oh, okay. Yeah, yeah. So this will be $10 plus tax. Okay, just go ahead. The front one you said, right? I'm sorry. The front one. Yeah. Yeah, I was here yesterday for the back one. So. Một hồi nữa mình đi qua bên chỗ dành cho những người chạy xe đạp, để mình quay cho mọi người xem nha. Chào mọi người, chào buổi sáng. Để mình quay cho mọi người xem, đây là chỗ bán gas để nấu ăn đồ đó cho gia đình. Hay là nhà hàng đó. Bây giờ mình đi xuống dưới chỗ mà Leon nói nha, chỗ đạp xe đạp nha mọi người nha. Rất là đẹp. Thấy không? Ở đây người ta chạy xe đạp rất là nhiều. Mỹ thì vẫn bình thường, không có lộn xộn, không có tràn lan giống như mọi người nghĩ. Thì Leon rất là vui, cũng như cảm ơn mọi người rất là nhiều là lo lắng, cũng như nghĩ là nó bị lan tràn quá, do đó cấm vận cái này, cấm vận cái kia. Thì Leon thấy là không có đúng. Người ta vẫn đi bộ, vẫn chạy xe đạp. Và mọi người thấy cái cầu Leon đang đi ngang không? Rất là đẹp luôn đó. Và đây là cái đập mà Leon giới thiệu với mọi người hồi nãy nè. Mình đi qua phía bên đây nha mọi người nha. Đẹp quá cái cầu. Đây là an toàn nhất, tại vì chỉ cho xe đạp, người đi bộ với ngựa hay là thú cưng, chứ không cho xe vô, do đó mình ok lắm.
Leon có thể vừa chạy và vừa quay cho mọi người. Đây là cái đập thoát nước của Santa Ana, chỗ mà Leon đang ở. Mọi người thấy không? Khi mà mưa lớn thì các nơi nó sẽ đổ xuống đây. Có lúc rất là khô khan luôn á mọi người. Người ta chạy bộ ở trên công viên. Mình đi lại cái cầu hồi nãy nha mọi người, xong rồi Leon sẽ chạy xuống phía dưới cái đường của cái đập. Đi xuống đây nha. Thank you.
dốc nữa hả? Xa xa mọi người sẽ thấy cái statue của General Trần Hưng Đạo. Cái này rất là mới. Leon nghĩ là mới được chấp thuận cho build ở Miles Square Park, khu cộng đồng Việt Nam mình. Rất là dễ thương. Leon lại gần nha. Ôi da. General Trần Hưng Đạo 1226 cho đến 1300. Tên thật là Trần Quốc Tuấn, tức Mạc, Village Thiên Trường, bây giờ là Nam Định. Đang 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 đang. Nói chung là kêu đi chạy xe đạp 8 tháng nay, cuối cùng hôm nay mới chịu đi mua xe đạp chạy theo để khỏi nằm ở nhà coi kiếm hiệp nữa. Say hello.